Vận trình tử vi tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng trong năm 2024. Xem xét trên nhiều yếu tố thay đổi của vận số thấy rằng 2024 là năm có khá nhiều biến động xảy ra đối với nữ mạng tuổi Ất Mão. Cục diện thái tuế không hậu thuẫn khiến công việc trục trặc, đối mặt với sức cạnh tranh lớn, điềm thị phi nhiễu loạn, các mối quan hệ hợp tác có thể đứt gánh giữa đường, dẫn tới tranh chấp, thậm chí phải chịu cảnh thua lỗ may mắn có vận niên năm hỗ trợ, báo hiệu tiền bạc có vào có ra, đôi khi biến động mạnh, được rất nhiều, mất cũng lắm. Nhưng tổng kết lại thì không bị mất mát hay thua lỗ quá lớn, vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống như thường. Hãy cùng phong thủy tâm an tìm hiểu vận hạn của tuổi ất mão 1975 nữ mạng trong video này nhé. Quý cô bác và các bạn thân mến, để luận giải tử vi các tuổi trong một năm là tốt hay xấu chúng tôi căn cứ vào ngũ hành thiên can, địa chi, cung phi bát tự và sao chiếu mệnh. Cũng như hạn tuổi của bản mệnh với với ngũ hành của năm giáp thìn 2024. Từ đó đưa ra những luận giải chi tiết về vận hạn, công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình duyên gia đạo cũng như sức khỏe tai ương trong năm. Từ đó giúp đương số nắm bắt vận cát hung, gặp thời thì tận dụng phát triển, gặp hạn sất thì hạn chế tiến hành các công việc quan trọng để tránh xui xẻo. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975. Năm 2024 tuổi Ất Mão 1975 theo âm lịch 50 tuổi. Về mệnh ngũ hành bản mệnh là đại khê thủy tương khắc với ngũ hành phú đăng hỏa của năm 2024. Thiên can Ất gặp thiên can giáp là bình hòa. Địa chi Mão gặp địa chi thìn lâm cục diện hại thái tuế. Sao chiếu mệnh trong năm 2024 là sao thổ tú. Niên hạn gặp hạn huỳnh tuyền. Màu sắc hợp mệnh, xanh lục và xanh lá. Tam tai 2024, tuổi ất mão không phạm tam tai. Kim lâu 2024, tuổi ất mão không phạm kim lâu. Hoàng ốc 2024, tuổi ất mão phạm hoàng ốc. Nữ tuổi ất mão, cầm tinh con mèo. Theo quan niệm dân gian, Năm sinh này cũng có ý nghĩa đắc đạo chi thố, thỏ đắc đạo khi thiên can Ất kết hợp với địa chi Mão. Trong năm 2024, mệnh thủy của nữ Ất Mão sẽ tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, thiên can Ất và can Giáp sẽ hòa hợp, còn địa chi Mão và Thìn sẽ tương xung. Vì vậy, năm 2024 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thử thách đối với nữ Ất Mão. Bạn nên dành thời gian để chăm sóc sức khỏe và tâm trí. Năm 2024, cuộc sống sẽ mang đến nhiều tin vui và hạnh phúc, gia đình sẽ được bình yên và mệnh chủ sẽ cảm thấy an tâm về con cái. Thấy con cháu lớn lên là niềm vui lớn đối với những người đã bước vào tuổi xế chiều như mệnh chủ. Bên trên là tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975 năm 2024. Sau đây mời quý bạn theo dõi về sao chiếu mệnh, vận hạn vận niên và cách hóa giải sao hạn của quý bạn trong năm Giáp Thìn 2024. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024, nữ Ất Mão sẽ phải đối mặt với sự chiếu mệnh đến từ sao Thổ Tú, mang đến những thử thách và khó khăn. Vì vậy, trong năm nay, bạn nên tập trung vào những công việc nhẹ nhàng và tránh làm việc quá sức để bảo vệ sức khỏe của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần giữ thái độ dĩ hòa và quý trọng mọi người xung quanh. Nếu có những lời rèm pha hay chỉ trích, hãy cho qua và không nên quá bận tâm. Sống tích cực và luôn giữ một tinh thần thoải mái sẽ giúp mệnh chủ vượt qua mọi thử thách trong năm 2024. 2. Vận hạn Trong năm 2024, nữ ất mão sẽ gặp phải vận hạn huỳnh tuyền. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và năng lượng của bạn. Vì vậy, bạn cần chú ý đến tình trạng sức khỏe và tâm trạng của mình. Nếu có những điều không thể thay đổi, hãy để cho tự nhiên diễn ra và tìm cách để bình an và thanh thản. Hài lòng với cuộc sống hiện tại và trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình và người thân sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và yên bình hơn. 3. Vận niên Trong năm 2024, vận niên thử ngộ điền, chuột gặp đồng lúa, mang đến may mắn và tài lộc. Nếu mệnh chủ làm việc chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm, công việc sẽ ổn định và đem lại lợi ích xứng đáng. Đối với những người kinh doanh, năm nay sẽ đem lại vận may và tài lộc, giúp họ buôn bán thành công và thu được lợi nhuận cao. 4. Cách hóa giải sao hạn Để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của sao thổ tú và hạn huỳnh tuyền, chị em nữ mạng ất mão nên tu dưỡng đạo đức, làm việc thiện, giữ tâm trong sáng, rèn luyện tránh niệm và gieo nhân duyên tốt. Như vậy sẽ tích lũy công đức cho chính mình và thế hệ sau. Ngoài ra, nữ ất mão cũng có thể tổ chức lễ dân sao dài hạn tại nhà hoặc tại chùa. Khi chuẩn bị lễ vật, hãy làm từ lòng thành tâm mà không cần quá phức tạp, và khi dân hương, hãy trang nghiêm và thành kính để được chứng kiến những điều tốt lành. Tổng kết tử vi tuổi ất mão 1975 nữ mạng trên 4 phương diện công việc, tài chính, tình duyên và sức khỏe năm 2024 như sau. 1. Về công việc và sự nghiệp. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, nữ ất Mão đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và có mối quan hệ xã hội đa dạng. Công sức không ngừng nghỉ trong suốt thời gian này không chỉ giúp cho bạn duy trì công việc hiện tại mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Trong năm 2024, nữ ất Mão sẽ có sự ổn định trong sự nghiệp và công việc của mình. Bạn không cần phải đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mà chỉ cần làm việc nhẹ nhàng và dành thời gian cho bản thân. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe và tinh thần tốt trong cuộc sống của mình. Với sự chủ động và tự tin, cuộc sống của bạn sẽ luôn được điều chỉnh theo ý muốn của chính mình. 2. Về tài chính Khi bước vào tuổi 50, con cái đã trưởng thành và tự mình xây dựng cuộc sống, phụ nữ tuổi mão không còn phải lo lắng nhiều về tài chính. Lúc này, cuộc sống dần dần trở nên đơn giản và hạnh phúc với những điều đơn giản. Là người phụ nữ trong gia đình, Nữ Ất Mão rất biết cách quản lý thu chi, tiết kiệm tiền bạc. Nhờ vậy, cuộc sống trở nên thoải mái và tự do hơn. Năm 2024, tình hình tài chính sẽ ổn định và có dư giả. 3. Về tình duyên và gia đạo. Cuộc sống hôn nhân của nữ Ất Mão trong năm Giáp Thìn hứa hẹn sẽ êm đềm và hòa hợp. Vợ chồng đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó hai người đã rất hiểu nhau và gắn bó mật thiết. Có một người luôn ở bên cạnh quan tâm và chia sẻ tâm tư, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn hay thất vọng vào tuổi già. Với mong muốn có một gia đình hạnh phúc và hòa thuận, nữ ất Mão luôn cố gắng dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng nên tiết chế tính khắt khe và cầu toàn. Điều này sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình gần gũi hơn và không còn khoảng cách giữa các thành viên. 4. Về sức khỏe khi bước vào tuổi 50, phụ nữ ất mão có thể phải đối diện với những dấu hiệu lão hóa trên da và cơ thể. Điều này nhắc nhở rằng bạn cần quan tâm và chăm sóc bản thân để ngăn ngừa lão hóa, giữ gìn vẻ đẹp và nâng cao sức khỏe. Thay vì dành toàn bộ tâm huyết cho người khác, bạn cũng nên dành thời gian để quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của chính mình. Có câu, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả, vì vậy đừng quên bảo vệ tài sản quý giá này. Cuối cùng chúng tôi sẽ trả lời bốn câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi Ất Mão 1975 năm 2024 cho nữ mạng. 1. Năm 2024 người sinh năm 1975 sẽ bao nhiêu tuổi? Nữ giới sinh năm 1975, tuổi Ất Mão sẽ bước sang năm 2024 với tuổi âm lịch là 50 và tuổi dương lịch là 49. 2. Nữ mạng sinh năm 1975 năm 2024 sao gì? Nữ ất Mão sẽ nhận được sự chiếu mệnh từ sao Thổ Tú, mang đến những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. 3. Tuổi ất Mão xây nhà năm 2024 được không? Nếu nữ ất Mão muốn xây dựng nhà cửa vào năm 2024, bạn nên cân nhắc việc mượn tuổi để làm nhà. Trong năm Giáp Thìn bản mệnh của bạn không gặp phải tam tai và kim lâu, nhưng lại phạm hoang ốc. Vì vậy, bạn nên mượn tuổi để có thể thực hiện công việc quan trọng này một cách thoải mái và an tâm. 4. Màu hợp mệnh với người tuổi Ất Mão năm 2024 Năm 2024 là năm mệnh hỏa, tương sinh với mệnh mộc, do đó bạn nên ưu tiên sử dụng các màu xanh lục, xanh lá để mang lại may mắn và thành công cho cuộc sống. Trên đây là những dự đoán tử vi trên các phương diện cho tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng trên các phương diện. Video đến đây là kết thúc, hy vọng với những thông tin trên, quý bạn sẽ có kế hoạch đón lành tránh dữ. Chúc quý bạn có một ngày mới xuân sẻ và hạnh phúc, đừng quên chia sẻ video để nhiều người biết hơn nữa nhé. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.